Trường Giang khi nói về Trấn Thành nhận thua kém còn lâu mới bằng. Trấn Thành và Trường Giang từ lâu luôn được đặt lên bàn cân so sánh vì cả hai có những điểm tương đồng trong sự nghiệp xuất thân từ trường sân khấu. Dù Giang dở việc học vẫn ghi dấu ấn với hài kịch, có lượng fan đông đảo, lấn sân sang vai trò MC và thành công. Bởi những điểm trùng hợp như thế nên không ít lần cả hai từng phải nhận về những câu hỏi liên quan tới đối phương và có phản ứng khá trái ngược. Cụ thể, trong một test show lên sóng cách đây gần 8 năm, khi được đề cập đến sự so sánh ngầm giữa Trấn Thành và hai gương mặt đang nổi là Thái Hòa và Trường Giang, nam MC bày tỏ quan điểm thẳng thắn. Thái Hòa và Trường Giang quả thật là hai cái tên bán vé, tuy nhiên nếu xét về cái gọi là đỉnh cao trong điện ảnh với Trấn Thành, Thái Hòa mới thực sự là đỉnh cao, còn Trường Giang chỉ là một nhân vật được xem là đáng yêu thôi, Giang diễn rất đời và nhẹ nhàng nên khán giả yêu mến. Khi ấy, nhiều fan hâm mộ của danh hài gốc Quảng đã phải lên tiếng thể hiện sự bức xúc cho rằng Trấn Thành đang đụng chạm đến thần tượng. Độc giả còn cho rằng nam MC đang đặt mình ở vị trí quá cao so với đồng nghiệp. Sau sự việc, ông xã Harry Won đã có trạng thái trên trang cá nhân để đính chính sự việc, khẳng định mình không nói đồng nghiệp tầm thường. Quan điểm của Trấn Thành chỉ ra sự thẳng thắn vì cả hai là bạn. Cũng xuất hiện tại một chương trình kể trên trong một số khác, khi được hỏi về những Trấn Thành nói về mình, Trường Giang cho biết Thành là người rất giỏi, biết mình nói gì và là nghệ sĩ cá tính nên những phát ngôn của Thành cũng bình thường. Theo em nghĩ bàn tay có ngón ngắn ngón dài, em chỉ biết làm nghệ thuật, lên sân khấu chỉ biết diễn hết mình thôi, chứ còn Thành nói em như thế nào cũng không có vấn đề gì hết, bởi vì em với Thành đều là những người trẻ thì cũng không chấp nhất gì mấy chuyện đó. Trong một sự kiện khác diễn ra vào năm 2021, khi được báo chí so sánh mình với Trấn Thành, ông xã Nhã Phương thừa nhận Trấn Thành tài năng ở nhiều mảng, làm kịch bản giỏi, làm nhạc tốt. Riêng khoảng MC, Trấn Thành là số 1, không ai sánh được. Tôi không giỏi bằng Thành nên chỉ biết cố làm tốt mỗi sản phẩm của mình, phim hay dở thế nào tùy thuộc khán giả nhận xét. Khi tham gia sau Running Man, nam chính 49 ngày cũng gửi những lời có cánh và cho rằng mình chưa thể bằng đồng nghiệp. Cụ thể, anh tâm sự: tới thời điểm này, ai nói Trường Giang chơi dở, chấp nhận. Ai nói Trường Giang có nét riêng, cảm ơn. Ai nói Trường Giang già chạy không nổi, đồng ý. Cũng có người chê, người khen, cũng có người nói Trường Giang không bằng Trấn Thành. Mỗi người một kiểu, Trấn Thành là sức mạnh lăn lộn, còn tối yếu. Cho các em chỗ này tí, chỗ kia tí, cho vui. Trấn Thành là một người rất thông minh về MC, diễn hài và điện ảnh. Tôi còn lâu mới bằng Trấn Thành, nên mọi người đừng so sánh. Trường Giang cũng cho biết anh đã học hỏi được từ Trấn Thành rất nhiều, đặc biệt là khi đảm nhận vai trò MC. Nếu để ý, gần đây Trường Giang nói tròn vành rõ chữ hơn, sự nhắn nhá và ánh mắt nhìn thẳng. Đó là những gì mà anh học hỏi được từ Trấn Thành, anh bộc bạch. Có thể thấy, dù từ lâu được xem là đối tượng của nhau ở các sân khấu hài và phim điện ảnh, nhưng Trấn Thành và Trường Giang đều dành cho nhau sự quý mến. Cả hai không đối đầu mà luôn tiến lên bằng thực lực và tài năng, có lượng fan riêng và tạo được màu sắc cá nhân trên sân khấu.